Người mẹ nhận được bó hoa dại héo úa ngày 8 tháng 3, câu chuyện phía sau khiến người người xúc động. Trên một diễn đàn mạng xã hội mới đây xuất hiện bài viết tâm sự của một người mẹ đơn thân khiến ai nấy đều rớm nước mắt. Lấy chồng muộn, người mẹ này không may mắn khi liên tục hỏng thai hai lần, tới lần thứ ba mẹ tròn con vuông. Thế nhưng số phận vẫn chưa mỉm cười với chị khi con trai ăn ngon, ngủ tốt nhưng lại chậm phát triển, thiểu năng trí tuệ và mắc nhiều căn bệnh khác. Mặc dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình của cậu con trai không có tiến triển. Chồng thuộc tuyết người gia trưởng, dần chán cảnh gia đình nên bỏ vợ con, sớm cưới người phụ nữ khác. Tôi từng nghĩ trời cho thế nào thì theo thế đó, không oán không than. Nhưng buồn tủi cứ đeo bám tôi mỗi ngày, người phụ nữ bất hạnh tâm sự. Sau khi chồng bỏ đi, hai mẹ con dọn về nhà ngoại ở. 12 năm trôi qua, nhìn con lớn mà không khôn, suốt ngày chỉ tha thẩn nơi góc nhà, cả ngày cười nói trong vô thức. Tâm hồn chỉ mãi như đứa trẻ lên năm, người phụ nữ ấy chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cố gắng làm thật nhiều để kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng vào ngày 8 tháng 3, mẹ đơn thân lại nhận được món quà bất ngờ từ con trai thiểu năng. Một bó hoa dại hái ngoài đồng đã héo rũ, không hoàn chỉnh, không màu mè, nhưng chứa đựng cả trời yêu của con, khiến người mẹ khóc nấc, chỉ biết ôm chặt con vào lòng. Chắc con thấy nhà bên cạnh người ta tặng hoa cho nhau thì con học theo, thế nhưng cũng là quà mà. Món quà lớn nhất là có con, dù con không được như bao đứa trẻ khác, mẹ đơn thân nghẹn ngào. Bên dưới bài viết, bên cạnh những lời chúc gửi đến người mẹ bất hạnh, nhiều người cũng bày tỏ sự cảm phục đối với chị. Nuôi một đứa trẻ đã vất vả, nuôi một đứa trẻ không lành lặn tròn trịa còn vất vả hơn gấp 5 đến 10 lần. Không sai khi nói, mẹ luôn là người vĩ đại nhất trên đời. Dù con khiếm khuyết về trí tuệ, nhưng tình cảm thì dồi dào hơn nhiều đứa trẻ bình thường khác. Nhiều người khôn lanh lắm, nhưng cũng chẳng bao giờ tặng mẹ được một bông hoa đâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.